Thằng cháu ở trong nó đi ra ngoài này nè, trong đồng ở trong á, trong kêu cầu mặt cây cầu gòn đó hen, cái nó đi ra ngoài này nó uống rượu ông mèn ơi, nó uống cho xỉn rồi cái nó mua một đùm thịt vậy đó, mua đùm thịt nó cầm trên tay á, nó đi về cái mấy con ma đó nó thành ra con ếch, nó nhào lên nó chụp cái đùm thịt, nó chụp cái đùm thịt cái thằng nọ nắm cứng ngắc hà, cái tới chừng mà sao nó về tới trong nhà nó rồi cái nó lên nó nhập vô lên, nó nói trời ô trời cha thiệt tình, nó ngăn cha cầm đùm thịt tôi thấy tôi thèm muốn gần chết luôn á, mà cha cũng không buông, tôi giật mà cha không buông luôn. Ồ dữ lắm mày, ô má ở đây dữ chằn luôn, còn má thôi đó hen, mà hãy chờ chuyển mưa rồi á là cái đường này nè, đường ở đây là đi ra làm sao nè, là nó lợi hen, nó lợi cái nó nắm cái giò bả, nó ôm cái giò bả, cái bả nó tưởng là cháu như nhỏ, nó lợi nó ôm mà quay lại là mất tiêu, mà vô cái dòm qua là thấy nguyên bản nguyên một đồ trà bộ đồ trắng gì đó bự chứ thấy nhỏ đâu, chừng 18-19 tuổi á. Rồi cái bắt đầu bả vừa vô bả nói trời ơi ông ơi sao tôi đi mà cái đường đó nó mới đi ra, mới bước xuống đi xuống nó chụp nó ôm cái giò tôi, cái bà đừng nói trời thôi bà ơi, bà đừng có nói như láo nó sượt gì đâu mà giữ thằng nhá, cái không nói thôi buồn gà, cái ông mới nói thôi để đi tắm, các bạn nói thôi để ông ở nhà đi tôi tắm trước, mà hồi đó đâu đâu có nước mà có đường nước như vậy đâu, thằng là đi xuống sông dưới tắm không à, xuống dưới tắm mày biết không, xuống cây đầu bà nhảy xuống cái lội xuống cái gặp nước nó giận giận đó, bà đâu có dám mà đi ra xa đâu, mình là nước tới đồ gối à, là bà ngồi rồi ngồi xuống tắm, tắm cái nó bò lại hen, nếm giò bả mà da nếm giò bả nó lôi lâu, cái bả giật mình cái bả muốn đi lên là trở xuống nữa gội đầu mà ngang hên nha, bả gội đầu mà bả dây cái mặt kia xin về nè ngang xương vậy nè, cái bắt đầu nó lợi nắm cái giò bả nữa, nó giật một cái nữa hen, bả chơi giới luôn là lên hen, cái giò bả nè năm ngón tay là bầm xanh luôn cái giò bả vậy đó, cái ổng nói trời thiệt tình là ông hồi đó bị ông hùng diễn ở trên xã đó, cái ông mới lên chợ lấy hai trái lựu đạn cái gì à? Ông nói đây nè giỏi thì nếm tao nè, cái ổng lội ra mị ra ngoài, ổng giúp nút hết trơn rồi, ổng lội mị ra xong rồi nó không có nắm mà ổng nó sợ hay gì, nó đâu dám nắm mà ổng, ổng nói phải mà nắm tôi một cái ha là tôi buông luôn tôi chết luôn chứ đâu có còn sống được, trời ơi cái thầu đi lên cái bả nói có không, ổng nói trời chừng nào nó mới dám mà nắm tôi, nắm bà thôi chứ nắm tôi gì, cái cô bảy tôi ra đẳng á, bà cô cũng lớn tuổi rồi bà cũng xuống bà tắm nữa thì nó cũng nắm bả như vậy đó, gây bác sáu luôn, nói trời ơi gì đó mà lỏng quá vậy nè, để tao đem mà ba cái cứt sắt lò gèn đó đem luyện coi có là không mà ai sao đi xuống cũng bị vậy nữa, ổng đem cứt sắt xuống ổng luyện xong rồi cái ổng đi lên thì tối lại cái nó bò lên ngồi một cục ngay chỗ cái lò gèn của ổng á, nó ngồi một cục của đó cái rồi hô lên cái người ta xúm ta coi thì nó biến ta mất tiêu rồi đâu có còn, thì hồi đó cái lò gèn kế bên đây nè, ôi ô mẹ ô ma ở đây trời thấy sợ dữ lắm, còn cái bà sáu ở trên đó, cái bà sáu mà đây nè, đi lên trên chút nè là có cái nhà mà nhà con mối xưa đó, cái bà chết rồi cái đâu chừng khoảng tuần lễ á, cái ông trời ông đánh ngay cái mã cái sau mà mấy ổng nói trời sao mà hôm nghe nơi mà trời ổng đánh mà ở đâu ngay chỗ cái cảnh đó vậy đó, cái con đi ra cái thấy lấy gì mua xi măng đem về chét lại cái đâu chừng khoảng một tháng nữa, cái bắt đầu cũng quấn lần nữa cái đi ra thấy ủi cái chỗ cái mã nó ủi đụng đất lên đó, cái đào coi thì có cái chành xét y gan như cái cục đá bùn của mình vậy đó, nó nhỏ nhỏ vậy nè, để mới đem vô biết không, để cho mấy đứa nít mà nó
nóng rồi đó hen, cái cho nó mài ra cho nó uống là hết, hết nóng nó hay dữ dằn luôn. Cái tới chừng sau này cái bà thành tinh, ồ quả hồn rồi, cái đâu có dám cho mượn cái đó nữa, sợ số này ta nghe ta biết làm sao. Cái lúc đầu không cho cái bữa đó bà mua cá với tôm ở đâu trên chợ á, bà mua trên chợ gì à, bà mới ăn đi, bà ăn bà bỏ vỏ bỏ đồ này kia hen. Rồi cái gần sáng cái bà đó bà mới đi bán cá, bà bán cá mà bà cũng dạng mặt rồi, bà ghé lại cái bà bán cho bà mua bà nói thôi cô ơi, cô để tôi bán thì rồi cô bán cho tôi đi dọn lát rồi cô lại lấy tiền. Cái bà nọ bà nói trời mới bán thôi bà mở hàng giùm đi, thì bà vô bà lấy tiền bà trả, mà đồng tiền á thì đồng tiền cũng như đồng tiền của mình vậy đó, bà đâu có xài được. Cái bà đưa cái bà nọ bà nói thôi tôi không có tiền thối, tôi để chút nữa rồi tôi trả lại rồi tôi hãy lấy cái tiền này, tôi không có tiền thối. Cái thôi bỏ vô cái ông con không thấy vậy, ông nói bả lợi bả đòi, sáng lợi rồi bả bán hết bả lợi bả đòi. Cái ông con nói sao bà, tôi đâu có bà già nào đâu mà mua vậy. Nói không, có bà già bà bận áo bông bông màu đó, bông bự bự vậy đó. Dầu đầu đó cho ông bả là cái áo đó đó. Thôi. Ừ, cái sao lại cái ông mới ra ông trả tiền, trả tiền rồi cái ông mới đi ra, ra ngoài mã thì thấy hang nào là đầu tôm, dãy cá gì hang nhấp hết trơn hết trời á. Cái ông mới thấy rồi cái qua đâu mấy ngày sau bả leo lên trên cái cây xài á, cây xài mà đó có trái mà anh tôi đồ mấy anh tôi đồ mấy cháu đồ dữ lắm đi lên trển á, mới đi lên ăn cắp đừng gì ăn, đi lên bò lên cái ăn bả trển á, bả đứng ở trong bụi tre á, bả nói mấy chú ơi đừng có phá của tôi tội nghiệp tôi, mấy chú đừng có bẻ, có muốn ăn gì á thì để kêu con tôi ra cho ăn ăn. Anh Tư tôi với anh Năm tôi đồ này kia mấy anh không có ấy, lui lại hồi đó đâu có đá cục đâu có ấy, dầu lui lại mới lượm đất cài mới chọi bán hầu bà biến đâu mất tiêu đó. Rồi sao lại cái một lần nữa bà mới mua bà cái mà đồ bánh mì đồ của mấy nhỏ đi bán chắc sáng hừng sáng sớm đó, đi mua ba cái lợi cũng nói y vậy đó, thôi con bán cho bà đi rồi bà trả tiền thì cũng móc tiền đói ra đưa trả, mà tiền đó thì đâu có xài được, với phần nhiều giấy nhiều nữa rồi thằng nhỏ đâu có tiền mà trả được đâu. Cái nó nói thôi vợ tụi con có tiền thối, không để sáng đi rồi con có bán nhiều tiền rồi cái con trở lại con trả cho bà, cái bà trả cho con rồi con thối cho bà. Cái nhỏ nó đi xào lại đòi cũng ông và Năm ông cũng nói trời ơi đâu có ai đâu mà mua bà bánh trái gì sao mà ai cũng nói vậy hết trơn á đó. Rồi cái thôi trả cho nhỏ là em đó. Dạ thưa bà ba có chia sẻ với anh em của con ở đây á, là cái bà cụ mà mất á, mà chôn bị trời đánh hai lần á bà ba, là cái câu chuyện nó xảy ra lâu chưa hả bà ba? Lâu rồi, cũng lâu lắm rồi, mấy chục năm nay lâu lắm rồi. Dạ. Bị bà mới chết rồi, cái năm tao mới có 14 tuổi à. Dạ. Rồi bây giờ tao là tới 70 mấy rồi, 79 rồi, là hồi đó tao mới 14 tuổi à. Lúc bà cụ đó hiện hình đi mua bánh mì nè, rồi mua cá mua tôm, lúc đó là bằng ngày hay là bằng đêm thưa bà ba? Cái bà đi thì chắc bà đi bằng đêm. Dạ. Tới chừng ăn thì là chắc bằng ngày mới hay mới đi ra coi thì mới thấy. Đã ăn bằng ngày luôn hả bà ba? Cái gì ghê dữ bà ba. Bà ở đây là điều ai cũng biết hết trơn á. Nhiều người thấy luôn hả bà? Nhiều người thấy, nhiều người sợ dữ lắm, mà đâu dám mà dắt, hồi đó đâu có xe chạy gì đây đâu, đi chợ đi bộ không à, bưng thúng rồi đi chợ đó. Dạ. Nhiều khi phải nắm thúng người ta lại. Trời ơi. Phải nắm thúng nắm vỗ người ta lại, đứng lại còn quảng hồn nó chạy la chạy ngoài đường hết trơn, mà đó cái đường này cũng nhỏ nữa nè, đường nhỏ xíu à.
là nhiều người thấy bà cụ đó luôn hả bà ba? Thấy dữ dằn luôn, ở đây là nó tiếng tăm luôn á. Trời ơi. Ừ. Rồi giờ hai người anh của bà ba đó, lúc mà đi vô hái xài đó là gặp bà cụ đó đứng trên cây xài là ban ngày hay ban đêm bà ba? Ban đêm chẳng dạng rồi. Ủa mà hừng sáng rồi. Hừng sáng hen. Ừ, hừng sáng rồi đó. Là thấy đứng trên cái ngọn cây xài hả bà ba? Đứng ở trên cây xài đó, leo trên nhánh xài bữa đường đứng ở trên đó. Dạ. Mà hai người anh của bà ba không sợ thì sao mà dám xách đất chậu ghê bà ba? Hồi đó thì đâu có biết. Biết là đâu có nói bả mình mới cũng tiếng đồn vậy thôi. Dạ. Chứ đâu có biết quả như vậy đâu à. Rồi dạ. Sau này là mới biết. Dạ. Rồi sao mấy ổng ếm mà làm sao đâu mất tiêu luôn à. Lúc mà bà cụ đó mất đó, là chồng bà cụ là ông Năm đó à. Thì bị những người mà bán hàng rong đó lại đòi tiền, lúc đó chắc ông cụ cũng bất ngờ lắm hả bà ba? Bất ngờ, cũng bất ngờ, cũng nói là đâu có ai đâu mà mua. Dạ. Nói chừng mà đi ra ngoài mã thấy như vậy đó mới là biết có ăn như vậy. Dạ. Dạ thưa bà ba, con được anh chị bà con cô bác nơi đây chia sẻ là bà ba từng thấy ma đi giữa ban ngày đó bà ba. Hôm nay bà ba có thể chia sẻ lại cái câu chuyện mà ngày xưa bà ba gặp ma cho con cùng với quý anh chị bà con cô bác được biết cái câu chuyện ngày xưa bà ba gặp ma không bà ba? Không, bà ba thì không có gặp. Dạ. Có bà già hồi đó bà bị nhát hoài vậy đó. Dạ. Bà bị nhát thì bà thấy hoài, chứ còn tao thì không có thấy. Dạ. Bà ba có thể kể lại cái câu chuyện ngày xưa mà bà cụ gặp ma không bà ba? Thì bà gặp thì ở ngay cái đường này không à, chứ không có, bà không có đi đâu hết trơn á. Dạ. Còn tao thì đi thì nó dẫn đi thì có. Dạ. Dẫn đi ha, lại đi ổng đi vô trong ruộng ở trong á. Ổng mà thăm lúa như đi ban đêm đó. Đi ban đêm lại coi đường nước rồi này kia đó. Vô ổng mới điện, ổng mới kêu gì à. Ổng kêu đem cái đèn vô cho ổng. Thì tao đem cái đèn đi. Đi mà sao cái đường á thì mình thấy là đường đất cày không à, chứ không có đường mòn. Mà sao cái gì mà mình đi vô một khúc cũng bằng đây lại đó, không có xa gì, chừng vài chục công đất à. Mà ngăn nó đứng ở ngoài, nó cầm cái đèn, cũng mình đi thì cũng xách cái đèn pha đó. Còn nó thì nó có cái đèn pin. Nó ngoắc gì nè. Cái bắt đầu đi theo nó hoài, đi sao nó ở đây vô đó đi mà có gì đâu mà lâu quá chẹn rồi, đi cả tiếng đồng hồ mà không tới. Sau kỳ cục cái ngồi xuống cái nó ngoắc nữa thì tưởng ổng mắc không à, tưởng ổng mắc nó ừ ngay chỗ đó vậy đó. Cái đứng dậy lội theo, mà cái đường thì nó chỉ là nó cho mình đi là cái đường mòn không à, chứ không thấy đường đất cày gì hết trơn á. Đi hoài mà sao không tới cái đèn đó. Bắt đầu đi hầu mệt nữa, ngồi xuống nữa cái thì nó mắc nữa. Tôi nói trời ơi, tới chừng mà đi lên, tới chừng sau ngồi xuống dầu hen. Nói thôi bây giờ nhắm hướng đằng đi, chứ còn đi gì mà đi hoài rồi mà tới bên mà ổng thì ổng trong rồi, ổng trong đi lên. Thì chồng viết giọt hồ đi lên, tới ổng nói trời đất ơi, kêu mà hồi sớm tới bây giờ mà tới giờ này mới tới. Tôi nói trời ơi, có cái đèn ở trước nó cứ mắc tôi hoài, tôi đi tưởng ông kêu tôi mắc tôi đi theo. Giọt hồ tôi đi mà nãy giờ mệt muốn chết luôn, mấy tiếng đồng hồ rồi. Ông nói cơ vậy là nó dẫn bà nữa rồi. Lúc mà bà ba bị dẫn á, bà ba đâu có thấy ai đâu hả bà ba? Chỉ thấy có cây đèn thôi đúng không? Thấy cây ba? Đèn thôi, không thấy ma. Nhưng mà lúc nó dẫn bà ba đi là mình đi vô đâu bà ba? Hả? Đi vô trong ruộng hay là đi vô trong đồng mã bà ba? Đi ruộng, đi thẳng hoài ngoài ruộng vậy hả? Dạ. Bọn thằng nhỏ cháu á, thằng nhỏ cháu á nó mới là dẫn đi tới mã luôn đó. Trời ơi. Nó cũng uống rượu ở ngoài này rồi, ở nhà ở trong đồng chẳng á. Cái nó mới đi ra ngoài này uống rượu rồi, cái tới khoảng cỡ 10 giờ 11 giờ gì đó nó mới đi về. Nó đi về chổng thì có thằng đó lại uống rượu. Tao mày uống rượu nè. Cái nó nói, thôi tôi uống xỉn là sao tôi không có uống nữa. Nó thôi mày vô uống với tôi một chút đi. Cái thằng nọ mới nói thôi ông làm đi rồi tôi vô, là mồi có mồi không, tội tao có hai con vịt, mày vô đi, vô nhà tao rồi tao ấy, mày đưa ông quẹt đây cho tao, tao vô tao mần vịt rồi cái anh em mình nhậu. Cái vô cái nó nói sao mà không có phải thấy cái mã mà cái nhà cũng bự lắm nha. Cái vô cũng thấy hai con vịt mà nó chói nó để đó. Thấy vậy nói thôi giờ mày ngồi trước đi, tao ở trong này tao nhúm lửa tao mần. Cái nó gàn trước ngồi
ngồi cái bắt đầu lâu quá lâu rồi sao mà không thấy nó làm cái gì lụp bụp hết trơn á, thấy vậy cái lậu vô thì không thấy nó, mà hai con vịt thì cũng vẫn còn nằm đó. Cái cho nó nói ủa thằng này mất thì đi đâu ra, ngồi chờ hút rồi tàn điếu thuốc rồi. Cái hỏi nó vậy chứ mày ở đâu rồi sao mày không mận hai con vịt còn nằm đây. Nói ờ cái nó đầu một chút thì cái nó ló là ló ra cái nó làm lộn xộn chống hoài uống hầu cái thấy gì. Ủa sao thằng này bộ mày nó gạt tao hay gì, sao để tao đi về à? Thì là nó đứng dậy rồi thì xanh quanh tàn là mã không chứ không có nhà. Quảng hồn mới la lên là nửa đêm đó, rồi la lên thì nhà của người ta cũng gần đó, là mới thấy vậy chạy ra thì thầy hỏi nó gì thì nói trời ơi không biết có thằng nào mà nó rủ tôi mà nhậu, nó có hai con vịt mà hai con vịt thì còn nằm, mà thiệt hai con vịt nó ăn cắp của người ta mà nuôi vịt, người ta làm chuồng mét dưới đó, đó nó đem về hai con vịt con chói nằm đó, mà thiệt còn chói luôn, chói hai vịt mà không chặt ra mà nó chói được không biết nữa đó. Ta mới nói là thằng đó là cỡ đó là nó cũng lộng dữ lắm, ở trong đó nó cũng quậy dữ lắm đó. Nó linh hả bà? Nó linh dữ lắm. Mà lúc cái anh mà bị cái thanh niên mà rủ vô nhà mừng dịch nhậu đó bà, lúc đó là nửa đêm hay sao bà? Cỡ 12 giờ, 1 giờ vậy đó. Dạ. Cũng khuya đó. Lúc đi vô thì không thấy nhà. Lúc đi vô thì không thấy nhà, vừa một hồi ta dòm đi làm lại thì cái nhà. Dạ. Cái nhà chứ không phải cái mã. Dạ. Rồi tới chừng mà hôi thâu đi về đó. Dạ. Là tàn là thấy mã không à. Là nguyên cái đồng mã trong luôn hả bà? Nguyên cái mã không, cái dòng đó là mã không à. Nghe bà ba kể cái câu chuyện đó con cảm tưởng như là cái thanh niên mà ở trong cái ngôi mộ đó đó là hiện hình như một con người mình luôn á, là mời anh này đến nhậu luôn bà ba, là giao tiếp như là con người luôn á bà ba. Cũng như con người vậy đó, y gan như mình mời về nhà nhậu vậy đó. Dạ. Rồi tới chừng mà vốt cuộc lại thì cái mã không à, mà nó đi mất tiêu rồi. Dạ. Lúc mà thanh niên đó về được đến nhà đó thì thanh niên đó kể cho hàng xóm nghe hay sao bà ba? Thì cháu tôi nè, về nó mới nói, nó nói trời ơi, cháu tôi hết hồn hết vía, tôi sợ muốn mình chết luôn rồi. Là cháu ruột bà ba luôn á hả? Cháu ruột luôn. Trời ơi, ghê dữ bà ba. Cháu ruột nó ở bên dặm bên đó. Dạ. Rồi nó về ngoài này, nó chơi, nó nhậu, mà đập cũng xương xương à, nó nhậu đang có đường về mà về bị về khuya tối đó. Rồi cái người đi dọc đường, rồi gặp thằng nọ, vô nhậu. Nó vô nhậu vô nhà nó thì vô nó có hai con vịt. Nó có hai con vịt để tôi mà anh em mình nhậu. Thì thằng nó nói mày ấy mày mần đi thì cũng đưa ống quẹt cho đàng hoàng hết trơn á, đưa cũng đi vô cũng tự nhiên cũng như mình người thiệt rồi. Tôi vô rồi mà nó không có mần gì hết trơn, trời ngồi chờ hoài chờ biết không được vô. Vô thì thấy hai con vịt nằm đó, nó đi đâu mất tiêu. Nó thôi vậy thôi để đi về. Thì phật lên là mình tàn là mã không rồi, hết hồn chứ nó la lên. Nó la lên thì mà ở đằng xóm ta mới chạy lại ra đem đèn ra coi. Thì thấy nó vậy đó, rồi cũng nó chỉ con vịt vậy đó, là ông kia ông lấy chuồng vịt của tôi nó bắt chứ đâu mà có. Quá ghê luôn bà ơi. Bà cho con hỏi là ngày xưa cái khu vực của mình ở đây ma nhiều lắm hả bà? Ma dữ lắm. Hồi xưa là dữ lắm, mấy ông mà già thế, cỡ chừng khoảng đó khoảng 40-50 tuổi đó, ăn cơm sớm rồi ăn cơm thiệt sớm đó, rồi đang tắm rửa rồi cái đi quánh lộn với ma. Trời ơi. Quánh lộn với ma đó, quánh cây nó vào ha, mà mình đi á thì không cho đem chó, còn nó thì không cho đem cái gì dọc. Gì phải môn hay gì đó là sợ cái phải môn là rắn, rồi con chó con của mình thì nó sợ nó giao vậy đó. Mà mấy ông này trời ơi nè, nói thiệt tình luôn, ba tôi cũng đi nữa nè, đi quýnh lộn với ma với anh Năm tôi đẳng mấy đứa cháu đẳng đi ị á, chiều là mà mấy ông tắm rửa rồi là đi quýnh lộn với ma đó chứ không vừa đâu. Nghĩa là hồi xưa ma nó hiện hồn vũ mình đánh lộn luôn hả bà ba? Quýnh lộn luôn, quýnh thiệt mà. Trong những lần mà những trận chiến á,
Mà bà có nghe kể lại là những trận chiến đó nó ly kỳ, nó hấp dẫn như thế nào không bà? Trời ơi, bà tôi cũng kể lại là quýnh dữ lắm, quýnh lung thiệt tình luôn. Là nó cũng như con người mình luôn hả bà? Như mình vậy đó. Là vẫn nâng gối xuống chỗ bình thường luôn hả bà? Cũng đá, cũng đánh được, như quýnh lộn thiệt vậy đó. Dạ. Dữ lắm, tụi đây chỗ nó này dữ lắm. Quýnh vậy rồi về tối tay chân nó có đau có sưng gì mà bà? Bãi quải chứ mình mẩy chứ không có sưng có đau gì chứ, cứ như là đánh mà mệt vậy đó, mình đánh mình mệt. Nghe bà ba kể mà con thấy rung rung sao bà ba ơi, nổ cục luôn. Hồi xưa mà tao đó, tao còn nhỏ đó, ba tao không có nuôi con trâu, rồi tao mới đi xuống tới tới dưới miễu ông già, dưới ở đây có cái miễu ông già dưới là chỗ đó cũng là ma ổ nha. Cỡ khoảng 3 giờ 4 giờ là tao đi xuống tới dưới, tao cỡ trâu không à, cỡ xuống dưới nha. Tao nói mày, nó phật cái đèn này lên, tao lấy cái cây tao đập cái đèn đó, rồi nó phật cái đèn kia, tao đập cái đèn kia, mà tao hết dẫn vô là đắp cỏ của người ta, đóng cỏ mồm ta trồng chứ không phải là mình cho ăn lan, mình cho ăn lén mà, cho khuya mấy ăn đâu có chủ. Trời ơi, tôi vô cho ăn mày ơi, nó phật đèn không chứ còn không thấy hình dạng gì trơn á, nó phật đèn không à. Tao đập cái này rồi nó phật cái kia, đập cái kia phật cái nọ hoài, viết cái tới gần sáng rồi cái ông cái nó hết nhát rồi ha, cái ông chủ nhà ông vô, ông nói thằng chó đẻ, bữa nào mày cũng vô mày cho trâu ăn ba đất của tao chứ ngàn chó đẻ. Tôi nói con cắt nè, tôi bộ bộ của ông ba đất thì cỏ nó mọc lên thì cho ăn chứ. Ông nói đụ mẹ nó chém mày chết mày mày nè. Ông xách cái dao ha, ông vượt trời, tao nhảy lên lưng trâu tao chạy ha, tao chạy mà mấy anh của tao ở trên này là giác hừng sáng là ông xuống đằng ông cho trâu ông ăn, giờ hầu tao cho trâu tao ăn no rồi tao chạy gì à. Nó vui lắm trời ơi. Tính ra hồi xưa bà ba cũng lì dữ bà ba. Ừ, tao dữ lắm mày ơi, tao không phải như bây giờ đâu. Tại vì con nghe bà ba chia sẻ là bà ba bị ma nhát á, đèn dầu phực phực. Mà bà ba lấy cây bà ba đập lần thấy bà ba dữ rồi đó. Tao dữ, tao không có sợ. Mày sợ gì à, trâu mình đói sao, gì à, ông già ông dậy sao. Ừ. Giữa ban ngày mà đèn nó phật luôn rồi. Hả? Giữa ban ngày mà đèn nó phật phật luôn. Không, bằng đêm. Bằng đêm rồi. Bốn mà 3-4 giờ rồi, sáng đó là đi xuống dưới cho ăn cho sớm, đặng hừng sáng là mình đi về. Trong mình nó no rồi, còn mấy ông này xuống sáng xuống dưới. Bị ông cự lắm đấy. Con mẹ có thằng nhỏ nào mà nó xuống nó cho ăn đống cỏ của tao quậy nát hết trơn. Vậy tính ra là bà ba biết chỗ đó có ma luôn mà bà ba vẫn vô luôn. Vẫn vô luôn hả? Bữa nào ông đi xuống dưới cho ăn hết trơn á, không có bữa nào ông đi. Dữ à. Hồi đó tao cũng cỡ trầu dữ lắm, trầu Phật ôi sải ha, kêu bằng đừng có nói tới. Mấy ông đó cự tao ít lắm, kêu tao bằng thằng nhỏ không à. Có lần nào con ma nó hiện về nó quýnh lộn bà ba chưa? Chưa mẹ ơi, chưa, nó không dám. Thấy đèn đồ này kia vậy thôi chứ không có, nó không có nhát tao. Còn nhiều anh chị mà con cô bác là thấy nó hiện hình nó đi luôn đúng không bà ba? Ừ, hiện hình luôn á. Dạ. Nhưng mà mấy ông lớn coi như ba tao, cỡ ba tao rồi với anh năm tao rồi chú, mấy chú 9 chú 10 tao rồi đắng đó hen, là quýnh lộn á, đi quýnh lộn thiệt tình luôn á. Quýnh có khi nào thắng đó không bà ba? Thắng chứ. Thắng luôn rồi. Thắng nó luôn rồi. Nhưng mà lúc đi quýnh là giao kèo không sao bà ba? Giao kèo đứa thì bên này thì không cho đem chó, còn bển thì nó không đem cây môn. Cây môn là thả rắn mình, không mình bên này mình giao với nó là không cho nó đem cây môn. Nếu đem cây môn thì thành con rắn, thì đằng này phải thua nó rồi. Còn mà nó mình đem chó thì nó thua mình. Mà đằng này đi quánh thì đi quánh chứ còn không có giao đem cái gì hết trơn á. Dạ, con ma nó khôn dữ ta. Ừ. Tên giao mà hiện hình luôn như mình nói chuyện gì đây rồi đâu có ai biết là ma. Mà bây giờ mình tới khi về rồi mình mới biết là ma. Hẹn mời mày đi lên qua quýnh lộn với thằng này hay thằng này vậy đó, tao chỉ vậy đó. Hay là ba anh em quýnh cặp đôi với nhau quýnh. Lời quá mà ba ơi. Bà nói mà nổ cục ra tôi. Đó mấy ông lớn lớn tuổi thì cả tuổi bà tao đồ dữ lắm, còn cỡ đó ma đồ dữ lắm, ông không có sợ. Sao bà? Ông ba đó ông đi vô đồng đi nôm đó, rồi đó đất ruộng mà còn lúa xạ đó, rồi cái ông mới đi vô dũng, trong đất có cái dũng bèo,
vô trong ổng đi nôm nôm ổng nó thành ra hai con cá lóc đâu bằng cụm chân vậy nè. Cái ổng nôm dính nè, dính nè, cái ổng bắt ổng đem lên cái sao nó dãy cái cũng nhảy xuống ngay chỗ đó. Nhảy cái cũng ngay chỗ đó cái ổng nôm nữa, nôm mà từ hồi mà chạng vạng mà đâu cho tới 11, 12 giờ đêm mà không có dính nó. Cứ dính dầu thì bắt nó rồi buông ra rồi thì nó mất rồi. Cái ông thấy vậy ông tức mình quá trời rồi. Cái ông mới nôm nữa cái dính cái ông mới lật cái miệng nôm lên vậy nè. Lật miệng nôm lên ông cầm tay vậy đi đem lên trên bờ cho xa lên rồi ông bỏ vô trong cái giỏ ha. Bỏ vô trong cái giỏ cái ông quẩy đem về tới nhà là nó đâu mất tiêu rồi. Không có con cá. Bà ba chia sẻ là dưới quê ông ba ngày xưa đó, ông ba cũng thường xuyên gặp ma đó ông ba. Ông ba có thể kể câu chuyện mà ngày xưa dưới quê ông ba gặp ma cho con cùng với quý chị bà con cô bác được biết thêm không ông ba? Ma đó, hồi xưa là nó dữ lắm. Người ta đi câu, đi cắt lúa hay này kia nọ đó, thì là nó hiện hồn về nó ngồi nói chuyện là trên bờ như mình là ngồi kia nói chuyện đông đảo như thế này vậy đó. Đó, đi ngang đó. Qua lại đó thì người ta thấy vậy đó, hồi trời cái chỗ này không có nhà cửa sao mà lại có người đông cái gì nè. Rồi mà là ma quỷ gì ở chứ không phải người ta mình đâu. Rồi mấy ông nói là thôi vậy thì mình là lên mình chỗ đó mình coi có phải người ta mình đợi mình nói chuyện luôn cho nó vui. Là thấy là không có ai hết. Mà là xong rồi bắt đầu coi mấy anh xuống xuồng đi thì mà còn có khi là mấy ông đi câu trên cây dừa văng võng trên cây dừa hát kêu con cái đó đưa cũng như là hát đưa mình đưa em đưa con của mình ở nhà vậy đó hát ca hát cái chảnh. Mấy ông mới là câu với xong mà nghe nói thấy hơn vậy thôi mẹ bỏ chỗ này bê ma quỷ quá trời như vậy sợ quá tôi đi chỗ khác câu không dám ở đó nữa đi câu nhiều xuống xuồng rồi thì nó tôm nó ăn bắt tôm lên bờ lên để xuồng là nó bắt đầu ngồi ở sau là nó ăn mà hết trơn cái tôm mình bỏ đầu lại chứ không phải là giờ đâu. Nói chuyện gì rồi bà nói đi. Ông gặp hiện tại không đó chứ không phải là ông nói ấy đâu. Gặp dữ dằn luôn, ta nói ở ngoài này còn đỡ, vô trong lòng vô chổng mà có cái giùm tre ở chổng á, nói với mày ha, nó y gan như mình vậy đó, ổng nói kể lợi đó ha, là y gan như mình vậy đó, còn mà mình đi á, rồi cái ngang đó nó văng võng ở trên cây, như hồi đó có cây mê nước đó, văng lên dưới qua cái bụi tre. Là nó đưa con nó chảnh á, nó hát nó ru á chảnh á. Gì ghê bà ba. Thiệt tình luôn chứ không có ấy nha, ở đây là sự thật không đó chứ không phải là nói mà đồn ấy gì đâu, mấy ông già xưa là kể lại là y gan luôn vậy đó. Là buổi trưa nó đưa con nó trên bụi tre á bà ba. Ừ, bụi tre với cái cây me nước đó. Rồi hai nhánh ấy rồi cái nó văng võng ở chảnh á, nó hát con nó chảnh á. Mình nghe tiếng hát luôn hả bà? Nghe tiếng hát luôn. Mà mấy ổng đâu có sợ. Mấy ông hồi xưa không có sợ. Ghê trời. Ma quỷ rồi. Trời ơi, nó dữ lắm mày. Ở đây là cơ bằng nó ma ổ luôn á. Chứ không có nói mà một hai chỗ đâu dữ dằn luôn á. Ôi ơi, buổi trưa mà nó ru con nó trên ngọn cây luôn trời. Bà, mà con nghe hồi xưa mấy ông già xưa ông kể là nó làm cái giỏng là nó lấy tóc nó làm đúng không bà? Thì cũng nghe nói vậy chứ mình có thấy đâu, mình thấy thì mình thấy cái giỏng. Ủa vậy là bà ra cũng nghe kể giống vậy luôn hả? Ừ. Rồi ghê vậy ta. Thì mình thấy thì thấy cái giỏng. Mà cả mấy ông kia thì cũng nói nó lấy tóc lấy ấy nó văng, nó làm dây làm đồ nó văng đấy chứ đâu có cái gì.
Mà mấy ma nữ nó chóc tóc nó dài lắm ha bà ba ha. Ờ hồi xưa thì để tóc dài không mà. Đừng bà thì để tóc dài, đừng ông rồi cũng có nhiều ông cũng để tóc dài bới đó, có đầu tóc có sao á. Mà bà con có nghe kể á là ma mà có bồng con cho bú mà vú dài kêu người lại bú luôn hả bà? Ừ. Đi ghê bà ba. Kêu lên mà ấy nó cho mình bú chứ. Ghê vậy bà. Ừ, nó làm như thế cho mình bù ngủ vậy đó. Thôi. Ừ, cái rồi nằm đó rồi nó đè nó cho bú. Thôi. Bà kể ghê quá bà. Thôi bà kể cho anh em quay đi, con gì chứ sợ quá bà. Gì đâu mà chưa nắng nó dùng con ghê quá bà. Ghê lắm con ơi, ở đây thì hồi xưa giống như này giống mà ổ luôn hả bà? Mà ổ luôn mà đó, đó mà đường này nè dắt chặn dạng rồi mà trời chuyển mưa mày không dám đi đó. Nó làm con ma cáo chuội, hồi đó nhà đây đâu có, nhà đây chỉ là có nhà này đi tuốt lên trên kia mới có cái nhà, xa lắm dắt chiều mà chặn dạng rồi đó hen, là đây đi lên trên bà nội mà là mà hái chầu đâu dám đi, khóc muốn chết luôn á. Thôi đâu dám đi, nó làm con ma như cái gáo dừa vậy đó, lăn xuống giò mình á. Trời ơi, nó giống ma sọ dừa quá bà. Ừ, ma cáo chuội, ta kêu ma cáo chuội. Trời ơi. Bà kể nữa con về luôn rồi ba, mấy em nó quay nha. Rồi ông kể gì xong tối dám đi đường này về bà. Ghê. Ở đây mà đất linh dữ ta. Dữ ma lắm. Ổ hả bà, ma ổ hả bà. Ma ổ luôn đó. Ừ ơi, mà nó mà chặn dạng rồi cái là nó đi nó bận đồ trắng như con gái vậy đó, bận đồ quần trắng áo trắng rồi đi ngoài đường, đi giờ theo mấy cái kẻ đường nhà này nè, bị gì hồi đó nhà không có không có đông. Dạ. Dù một hai cái nhà vậy rồi nó đi. Ừ, nó nhát dữ lắm. Cái đó mà nó mấy con ma đó mà giả thành mấy cô gái đẹp đẹp là mấy thanh niên là chết liền. Ừ, chết liền, gặp là chết liền, là ma. Ừ. Cũng tưởng tượng như là người mình vậy đó, cũng chọc cũng ghẹo nó vậy. Sẽ chừng biết là bỏ chạy luôn. Bỏ chạy luôn. Chứ hồi xưa em thì tao không có ấy, không có gành hung, chứ còn như hồi mà tao được hai mấy tuổi đó, cái gạch này nè, cái sông này nè, nó đu hai cái ngọn mà bà bằng đó hen, là bằng cây gì, cây miệt bảy xưa. Nó đu lại là nó muốn gần với nhau vậy đó. Trời ơi mày ơi, bơi xuồng đi nè, đi lên chạy dầm nao nè. Mà mày bơi xuồng đi hen là không có lặn trang, không có sóng gió hết trơn á. Mà thấy kêu ông Nược ơi, ông Nược, bà Nược đua. Thì bắt đầu nó xịt theo xuồng mình vậy đó. Ông Nược, bà Nược á. Trời ơi, đó ghê lắm rồi. Nhớ lại tao giờ ốc mà còn muốn nổi nữa đó. Mỗi lần bà ba thấy là bà ba nổ cục hả bà ba? Ừ, ớn quá. Ừ, nhờ có nó không có hiện hình tao thấy, nhưng mà nó không có nhát hung, là tao đi kiếm củi á hen, là nó thành ra con chó, nó quá ra con chó, cũng như chó bạc rê bự vậy đó hen, là đúng đứng tới ngực vậy đó. Cô ô cặp mắt nó thù lu vậy nè, bự vậy đó, mắt nó sáng không mà ba? Hầu ô mày thấy hen, nó vàng tư hen, một con thì đỏ hen. Hầu ô nó nằm có khi nó đứng cà chụp vậy nè, mình thấy mình sợ, không chết, mình tưởng cũng chó thiệt, mình sợ đâu dám lại gần. Tới chừng về là mới biết nó là ma. Lúc đó là bà ba gặp mấy con bà? Thì có một con, lần nhát con vậy đó, đi vô đồng kiếm củi cũng gặp một con. Ừ, ở đằng xóm này nè, đằng này có bụi tre chỗ đó đó, thì cũng có một con. Và bà ba gặp buổi trưa luôn hả bà ba? Bằng ngày luôn đó. Ôi ơi, lúc đó chắc nổi ốc cục luôn hả bà ba? Trời ơi, tôi về tới nhà mới sợ, chứ hồi cấp đó là không sợ. Vậy tới nhà mình mới biết nó là ma phải không? Ừ, bà? Mà trời đó mới biết ma nhát mình đó. Dạ. Ba có gặp cái trường hợp nào mà con ma nó đu con mà nó kêu người ta lại cho bú luôn không? Cái đó thì mà như hồi đó là hồi xưa đó, là ông ba ông còn sống đó hen. Dạ. Là ông đi ở chổng, ông thấy như vậy gì ông kể lại, nhưng mình đi thì đi ban ngày, không có đi ba mà dặn dạng như mấy ông đi, thành ra không có nhát mình được. Còn ông thì nó nhát là vì ông đi khuya mà đi sớm, thành ra nhát, mình đi trưa ít khi gặp. Kêu lại cho bú luôn hả bà? Kêu lên, đâu có phải là kêu lại cho bú, thấy nó nằm đó, nó cho con nó bú vậy đó. Yeah. Cái là lợi cũng giống như là mấy ổng chọc ghẹo vậy mà, lợi cũng chọc ghẹo sao làm sao không biết, rồi nằm với nó rồi cái bú cho bú. Ghê bà. Ừ, ghê lắm. Ông gì mấy ổng kể lại mình nghe, chứ mình đâu có vô cái hoàn cảnh đó đâu, không biết.